MU chi 40 triệu bảng cho Toney. MU đặt thỏa thuận chiêu mộ De Ligt 50 triệu euro trong hợp đồng 5 năm. Mino sẵn sàng thách thức Yaman. MU chi 40 triệu bảng cho Toney. Rasmus Højlund có nguy cơ mất vị trí ở mùa giải 2024-25 vì MU đang tìm kiếm số 9 mới. Theo các nguồn tin uy tín Sky Sport và The Athletic, MU đang nghiêm túc tìm kiếm số 9 mới. Họ cần mẫu trung phong cổ điển và đang nhắm Ivan Toney của Brentford hoặc Dominic Calvert-Lewin của Everton. Trước đó, nhiều nguồn tin khẳng định MU đã gần như đặt thỏa thuận mới với tiền đạo Joshua Zirkzee của Bologna với mức phí 38 triệu bảng. Tuy nhiên, Zirkzee là mẫu tiền đạo thích di chuyển rộng thay vì đứng cắm trong vòng cấm. Toney và Calvert-Lewin là những tiền đạo to khỏe, có khả năng làm tường và đánh đầu tốt. Việc Højlund có hiệu suất ghi bàn thấp ở mùa trước buộc MU phải tính tới nhiều phương án hàng tấn công khác. Ở Euro 2024, Højlund cũng rất mờ nhạt, không bàn thắng và không kiến tạo sau 4 trận ra sân cho Đan Mạch, đội dừng bước ở vòng 1-8. Trong khi đó, Toney ít nhiều đã để lại ấn tượng dù không đá chính cho tuyển Anh ở Euro 2024. Ở loạt đá luân lưu với Thụy Sĩ tại tứ kết, tiền đạo 28 tuổi thực hiện cú đá 11m mà không cần nhìn bóng và chỉ nhìn chăm chăm vào thủ môn. Brentford sẵn sàng bán Toney với giá khoảng 60 triệu bảng trong mùa hè 2024, nhưng MU cho rằng con số 40 triệu bảng là hợp lý hơn bởi hợp đồng của tuyển thủ Anh chỉ còn thời hạn 1 năm. Nếu cố đấm ăn xôi, bởi ông có thể mất trắng Toney vào hè 2025. Đó là còn chưa kể MU có thể bỏ Toney để chiêu mộ Calvert-Lewin, chân sút 27 tuổi của Everton có giá khoảng 30 triệu bảng. Các quan chức của MU đang thảo luận cả về Toney và Calvert-Lewin, nhưng tiền sử chấn thương của sao Everton là một điểm trừ lớn. Nếu MU chiêu mộ cả Toney và Zirkzee, Højlund nguy cơ mất vị trí đá chính ở mùa giải 2024-25. Mùa trước, tiền đạo này mặc định ra sân vì không có đối thủ cạnh tranh. MU đạt thỏa thuận chiêu mộ De Ligt 50 triệu euro, hợp đồng 5 năm. MU đã tiến rất gần đến tân binh đầu tiên cho đội 1 trong phiên chợ hè 2024, đó là trung vệ Matthijs De Ligt. Dự kiến, Quỷ Đỏ sẽ ký hợp đồng 5 năm với trung vệ người Hà Lan. Hành trình Euro 2024 của đội tuyển Hà Lan nói chung và trung vệ Matthijs De Ligt nói riêng đã kết thúc. Vì thế, trung vệ này có dịp thúc đẩy tương lai và chuẩn bị đạt được bước tiếp theo trong sự nghiệp. Nguồn tin của chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano cho hay, MU đã đạt thỏa thuận về phía De Ligt. Trung vệ 25 tuổi này sẽ gia nhập hàng ngũ Quỷ Đỏ trong bản hợp đồng 5 năm kéo dài đến năm 2029. De Ligt trước đó thông báo với người đại diện Rafaela Pimenta rằng anh chỉ tập trung vào MU, bến đỗ duy nhất cầu thủ này muốn đến và không quan tâm đến bất kỳ lời đề nghị nào khác. Chính sự nhất quán của De Ligt đã giúp cho thương vụ tiến triển nhanh hơn mong đợi của các bên. Nguồn tin kể trên cho biết thêm, MU và bên Munich cũng sắp đạt được thỏa thuận về mức phí chuyển nhượng. Trung vệ này dự kiến ngốn của Quỷ Đỏ mức phí khoảng 50 triệu euro. Bên Munich muốn nhận về số tiền này, trong khi MU dự kiến trả 45 triệu euro cùng các điều khoản phụ có thể tăng lên 50 triệu euro. Dự kiến trong một vài ngày tới, MU và Bayern sẽ hoàn tất quá trình đàm phán. De Ligt muốn nhanh chóng ổn định tương lai, kịp tham dự tour du đấu mùa hè của MU. Tại Euro 2024, De Ligt hoàn toàn không được huấn luyện viên Ronald Koeman sử dụng phút nào. Do vậy, có thể nói trung vệ này đang mong ngóng đến MU hơn bao giờ hết để quên đi nỗi buồn trên đất Đức. Nếu gia nhập MU, De Ligt sẽ có dịp tái hợp huấn luyện viên Erik ten Hag. Bộ đôi thầy trò này từng làm việc cùng nhau ở Ajax và gặt hái nhiều thành công. Chính ten Hag là người đã nâng tầm cho De Ligt, giúp trung vệ này đến Juventus vào năm 2019. Tuy nhiên, kể từ khi rời xa huấn luyện viên ten Hag, trung vệ De Ligt không thành công như kỳ vọng. Sau 3 mùa khoác áo Juventus, De Ligt chuyển sang bên Munich mùa hè 2022 với mức phí 80 triệu euro. Nhưng chuyến phiêu lưu tại Đức của cựu cầu thủ Ajax không đạt hiệu quả như mong muốn. Mùa giải vừa qua, anh không được huấn luyện viên Tuchel sử dụng nhiều, chủ yếu dự bị cho bộ đôi Upamecano, Kim Min-jae. Mino sẵn sàng thách thức Yaman. Trong trận bán kết với Hà Lan, tiền đạo Ollie Watkins chiếm trọn sự chú ý khi ghi bàn quyết định và được trao danh hiệu cầu thủ xuất sắc dù có mặt trên sân chưa đầy 10 phút. Tuy nhiên, một cầu thủ khác cũng nhận được sự tán thưởng lớn từ công chúng khó tính Anh là Kobbie Mainoo. Ngôi sao trẻ của Man United giành chiến thắng 100% trong các pha tắc bóng và tranh chấp, thực hiện 25 đường chuyền, thực hiện 2 pha đánh chặn và tạo ra nhiều cơ hội nhất cho đội tuyển Anh. Con số ấn tượng với cầu thủ tuổi teen và chưa có nhiều kinh nghiệm thi đấu ở đội tuyển quốc gia. Từ giải pháp tình thế ở Man United. Đáng chú ý, Mino thực hiện màn trình diễn chói sáng của mình khi khoác áo số 26.
Chiếc áo có số không thể to hơn này chứng tỏ cầu thủ 19 tuổi là người cuối cùng được huấn luyện viên Gareth Southgate lựa chọn khi chốt danh sách dự Euro. Nếu như ở các giải trước chỉ được đăng ký 23 cầu thủ, có lẽ Mino chưa chắc có tên sang Đức. Tuy nhiên, trong cuộc sống luôn có những cơ hội bất ngờ mở ra và khi thấy nó thì ta cần chớp cơ hội. Mino đã làm được điều đó. Cách đây một năm, không ai biết đến cái tên Mino và bản thân cầu thủ này cũng không thể nghĩ mình có cơ hội khoác áo tuyển Anh, chứ đừng nói đến việc trở thành cầu thủ trẻ nhất tuyển Anh góp mặt tại bán kết Euro. Mino mới chỉ đá chính trận đầu tại giải Ngoại hạng Anh trong màu áo Manchester United từ tháng 11 năm 2023 khi 18 tuổi 8 tháng, rồi sau đó là ra mắt tại Champions League trận đầu tiên. Nhưng ở thời điểm đó, không ai nghĩ nhiều đến cái tên Mino vì Manchester United đang ở phong độ bất ổn và việc cầu thủ sinh năm 2005 được đôn lên đá chính có vẻ như giải pháp tình thế của huấn luyện viên Erik ten Hag trước bão chấn thương. Hai bàn thắng của Mino trong tháng 1 gồm bàn vào lưới Wolves tại Premier League và tại FA Cup vào lưới Newport khiến cầu thủ tuổi teen này được dư luận chú ý. Tại nước Anh, việc được truyền thông chú ý không phải là điều tốt cho cầu thủ trẻ, nhưng Mino chẳng bị ngợp với những lời ca tụng như thần đồng. Sau khi được triệu tập lên tuyển Anh và ra mắt trong các trận giao hữu, Mino vẫn thi đấu hiệu quả trong một câu lạc bộ bất ổn như Manchester United. Thời điểm cuối mùa giải là thời gian sao trẻ này cháy thật sự với những bàn thắng quan trọng vào lưới Newcastle rồi Liverpool. Đặc biệt, bàn thắng vào lưới Man City giúp Quỷ Đỏ đạt FA Cup đã khiến huấn luyện viên Southgate quyết tâm đưa Mino tới Đức. Tỏa sáng tại Euro. Ngay cả vòng chung kết Euro lần này, cơ hội không đến ngay cho thần đồng của Manchester United vì ban đầu Southgate chỉ xem Anh như phương án dự phòng. Trong trận ra quân trước Seppi, Mino được vào sân 4 phút rồi tiếp tục ngồi dự bị cả trận khi gặp Đan Mạch. Phải đến trận thủ tục gặp Slovenia, khi Southgate được thoải mái với các thử nghiệm mới, Mino mới được chơi trọn vẹn hiệp 2. Dù không ghi bàn, Mino đã thể hiện phong độ rất thuyết phục. Trong 34 lần chuyền, sao trẻ của Manchester United hoàn thành 33 đường, đạt tỷ lệ chính xác 97%, cao nhất trong số những người chuyền 20 lần trở lên. Các trận sau đó ở vòng knockout, Mino đều được xếp đá chính và đóng góp lớn trong lối chơi cho Tâm Sư với tỷ lệ chuyền bóng thành công 94%, cũng không thua kém gì Toni Kroos đã làm ở giải đấu này. Dĩ nhiên, so sánh Kroos với Mino vào thời điểm này là sự khập khiễng, nhưng ngôi sao tuyển Anh mới 19 tuổi và còn nhiều thời gian để phát triển. Con đường của Mino giống với Lamine Yamal nhiều hơn. Cả hai ngôi sao tuổi teen này đều là em út ở đội tuyển và gần nhau vô danh sách cách đây một năm. Giờ đây, cả hai đều được ca ngợi là những tài năng phát triển vượt thời gian. Yamal sau khi ghi bàn tuyệt đẹp vào lưới tuyển Pháp để giúp Tây Ban Nha lọt vào chung kết đã trở thành hiện tượng của giải và được giới chuyên môn xếp đầu danh sách ứng cử viên đoạt giải cầu thủ xuất sắc nhất Euro 2024. Công bằng mà nói, Mino không có cửa để cạnh tranh danh hiệu này. Thế nhưng, trong trận chung kết giữa Anh và Tây Ban Nha, nếu Mino có thể giúp tuyển Anh kiểm soát trận đấu khiến Yamal bị phong tỏa như cách Kroos giúp Real Madrid khắc chế Barcelona, chúng ta sẽ phải đặt câu hỏi, ai là tài năng trẻ có giá trị hơn?